Các nhóm nhân sự Nam Hàn gửi lương thực tới Bắc Hàn, tin từ Paju. 7 nhóm nhân sự Nam Hàn, bao gồm cả Hội đồng Hợp tác và Hòa giải và tổ chức cùng nhau tham gia, đã gửi 500 tấn bột mì tới Bắc Hàn. 11 thành viên từ các nhóm nhân sự dẫn đầu 20 chiếc xe tải chạy về hướng thành phố biên giới Kaesong tại Bắc Hàn. Lương thực sẽ được chuyển tới các nạn nhân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở tỉnh Pyongan. Bắc Hàn đã từng kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp sau khi bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và bão. Nam Hàn đã đồng ý cho phép các nhóm dân sự gửi hàng viện trợ lương thực cần thiết tới quốc gia cô lập này. Bắc và Nam Hàn về mặt lý thuyết vẫn còn đang trong tình trạng chiến tranh do cuộc chiến tranh Triều Tiên từ năm 1950 đến năm 1953 đã kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn mà không có một hiệp ước hòa bình nào được ký kết. Hàng trăm ngàn người dân Bắc Hàn đã bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt. Số liệu thống kê của chính phủ Bắc Hàn cho thấy sản lượng cây trồng đã bị giảm 40% so với năm ngoái. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hiệp Quốc cảnh báo chế độ ăn uống nghèo nàn của các bà mẹ và các trẻ em mới biết đi ở Bắc Hàn sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ lâu dài và thể chất của trẻ nhỏ.